sau khi chuyển hóa, những rider tại thế giới SA sẽ tạo ra thế giới của họ, game area, cùng với những vật phẩm đi kèm với rider tương ứng. Với SA là những khối lập phương vuông, sau khi anh phá hủy chúng sẽ tạo những item nâng cấp khả năng của SA, thường là sẽ nâng cao tốc độ cũng như sức mạnh cho anh. Những đặc trưng khác của rider tại thế giới này có thể kể đến như đòn tấn công của họ sẽ thường hiện ra chữ hit, cùng với đó là đòn tất sát của anh ấy sẽ chia đôi màn hình hiện ra tên đòn tất sát, tạo ra những điểm nhấn vô cùng đặc sắc cho series SA. Level 1 của SA được thiết kế giống với 3 rider còn lại, chỉ khác phần gương mặt, đó là một tạo hình ục ịch với tông màu trắng chủ đạo, phần những viền đen tạo chúng ta những đường nét vô cùng cơ bản, cũng như biết được rằng đây không phải là hình thái chính thức của rider. Nặng nề thiết kế cũng như vô cùng kém linh động, nhưng bất chấp tất cả, SA hay Hojo Emu là một thiên tài, anh ta cũng tận dụng hoàn toàn triệt để khả năng của level 1 trong tập đầu xuất hiện. Từ việc linh hoạt hơn so với hình dạng thực tế, những màn lăn lộn để né tránh kẻ thù cũng như những cú nhảy bật xa từ khả năng của Mighty Action X, kết hợp với đó là những item rải rác khắp màn chơi, anh ta đã dễ dàng áp đảo tên Burgster ở hình dạng nguyên bản của hắn, đánh bại hắn bằng một đòn cực mạnh khi anh lao lên bầu trời, xoay búa và nện chiếc búa Gaskon Wrecker vào đầu kẻ thù. Chiếc búa này sau khi chuyển hóa hình dạng kiếm cũng chính là vũ khí của hình dạng thứ hai, Level 2 của Color SA.